Đây là chương trình truyền hình thị xã Điện Bàn phát hình sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 đã đến, kính chúc quý vị và các bạn một năm mới vui tươi, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chương trình truyền hình Điện Bàn số đầu tiên năm 2020 có các nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt 1 năm 2020. Tập trung sản xuất vụ đông xuân 2019-2020 trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Liên hoan văn nghệ kỷ niệm 70 năm ngày học sinh sinh viên. Phóng sự sản phẩm hương bột, hương vị quê nhà. Chương trình còn có phản ánh chụp phá hoại hoa màu, nông dân lo lắng. Bây giờ là nội dung chương trình. Thị xã Điện Bàn vừa tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và tặng thưởng huân chương độc lập đợt 1 năm 2020. Lãnh đạo thị xã đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 30 mẹ và trao huân chương độc lập cho 5 gia đình có con duy nhất là liệt sĩ, có nhiều con là liệt sĩ. Như vậy đến nay toàn thị xã đã có 3.117 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 127 mẹ còn sống. Tại buổi lễ, lãnh đạo thị xã Điện Bàn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người mẹ đã âm thầm hy sinh, hiến dâng những người thân yêu nhất của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn thị xã Điện Bàn đã cơ bản gieo xạ xong 5.600 ha lúa đông xuân và hơn 4.000 ha màu. Trong thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề, ngành nông nghiệp thị xã chỉ đạo các địa phương tập trung hướng dẫn bà con chăm sóc các loại cây trồng. Cụ thể, đối với cây lúa, chỉ đạo bón phân hợp lý kịp thời để lúa đẻ nhánh sớm đạt số nhánh hữu hiệu cao, bảo đảm đủ mật độ cây trên mét vuông, khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện sâu bệnh kịp thời, có biện pháp xử lý phù hợp bảo vệ cây trồng. Đối với cây màu, hướng dẫn nhân dân tập trung gieo trồng hết diện tích rau màu theo kế hoạch. Đối với các loại rau màu đã gieo tỉa, cần tranh thủ thời gian nắng ấm để xới sáo làm cỏ và bón phân kịp thời. Trong năm 2019, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ công tác xây dựng tổ chức đến các phong trào hội. Với phương châm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu định lượng trong 6 tháng đầu năm, nên các lĩnh vực phong trào công tác hội được đầu tư thực hiện có chiều sâu. Nhiều phong trào sáng tạo được hội cấp trên ghi nhận. Với những kết quả đạt được, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn được công nhận là đơn vị dẫn đầu thi đua khối các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng của tỉnh Quảng Nam. Tại hội nghị, Hội Nông dân thị xã đã nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2019. Ban Nhân dân thôn Bảo An, xã Điền Quang vừa khởi công xây dựng khu công viên văn hóa trên địa bàn thôn. Công viên này được xây dựng trên diện tích rộng 2.400 m² và được bố trí khu vui chơi, xây dựng bồn hoa, trồng cây xanh bóng mát với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng do nhân dân trong thôn đóng góp cùng sự hỗ trợ của những người con quê hương đang làm ăn sinh sống xa quê. Sau lễ khởi công, nhân dân trong thôn ra quân phát quang cây cối, tổng dọn vệ sinh môi trường xung quanh để tạo mặt bằng triển khai xây dựng. Gần 100 bà con là đạo hữu chùa Phước Trung, xã Điền Trung vừa ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường từ tuyến DT610B đến thôn Tân Bình. Tại đây, bà con tập trung phát quang bụi rậm, xớt cỏ mọc ven hai bên lề đường, xử lý rác thải, làm sạch lòng lề đường, tôn tạo cảnh quan môi trường. Từ cái phong trào này, nên là sắp tới địa phương là sẽ tiếp tục là vận động cho nói chung là có cái tuyến đường khác để nói chung là tạo cái cảnh quan là trong cái và tạo thành cái thói quen cho nhân dân là nói chung là trong cái thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao tinh thần tự giác, ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã, góp phần xây dựng môi trường nông thôn sáng xanh sạch đẹp trong khu dân cư. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên 9 tháng 1, Đoàn Thanh niên thị xã Điện Bàn phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thị xã Điện Bàn tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ dành cho khối đoàn các trường học trên địa bàn thị xã với chủ đề Mùa xuân dân đảng. Chương trình đã ôn lại truyền thống 70 năm ngày học sinh sinh viên Việt Nam, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của tuổi trẻ học đường trong công tác đoàn, phong trào thanh niên. Phần liên hoan văn nghệ với 6 trường học trên địa bàn thị xã đã tham gia hơn 300 diễn viên là đoàn viên học sinh dự thi ở 3 thể loại đơn ca, hát múa và nhóm nhảy, thể hiện sức trẻ của thanh niên học sinh thị xã Điện Bàn đón mừng năm mới. Thưa quý vị và các bạn, chợ Điện Ngọc đã được xây dựng cách đây hơn 10 năm, qua quá trình sử dụng đã xuống cấp. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của cư dân vùng Đông Điện Bàn, nhất là trong dịp Tết Canh Tý sắp đến, thời gian qua phường Điện Ngọc đã tập trung đầu tư nâng cấp chợ Điện Ngọc, từng bước đảm bảo các tiêu chuẩn của một chợ đô thị. Từ rạng sáng, chợ đầu mối Điện Ngọc tấp nập người mua kẻ bán,
Sau hơn một năm thi công với mức đầu tư hơn 15 tỷ đồng, chợ đầu mối Điện Ngọc đã được đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan của người dân, đặc biệt là với các tiểu thương nơi đây. Điện nước vệ sinh đồ là đoàn hoàng hết, chứ không là cái chay tại vì trưa nữa là họ dọn quét hết sạch sẽ, bọn tao đứa mua là nái là dọn hết. Nó xuống đây là nó hơn ngày xưa là như ổn định, là chợ nó thành chợ quê, bây giờ như địa phố rồi nè. Giờ bây giờ nó đầy đủ là ngăn nắp là nơi nào đây nơi nấy, sạch sẽ khang trang, là nói chung là nó dồn về mỗi thứ một nơi chứ không phải ngày xưa lộn xộn. Bây giờ bán đâu bán, ăn ra ăn, nói chung hàng tạp hóa là tạp hóa, hàng ăn mì là mì, bún là bún, hàng bánh là hàng bánh. Chợ có diện tích hơn 7.500 m² với 375 kiosk quầy hàng kinh doanh phục vụ nhu cầu dân sinh cho hơn 20.000 người dân trên địa bàn phường, cũng như hơn 6.000 công nhân sinh viên đang tạm trú tại địa phương. Chợ được bố trí các khu vực buôn bán hợp lý, khoa học cùng hệ thống điện chiếu sáng hoặc hệ thống thoát nước, phòng cháy chữa cháy, vân vân. Và sự thay đổi rõ nét nhất mà những người buôn bán cũng như người dân đi chợ cảm nhận được đó là vệ sinh môi trường đảm bảo. Trong lại ngày mô tôi cũng đi chợ hết, nhưng mà theo chợ cũ hồi xưa là tôi thấy là nhất đường xóa không sạch sẽ, cắm rãnh đồ là coi như ứ đạn mưa gió là ứ đạn nước. Còn Hòn An Hòn uống đồ cũng là lộn xộn. Từ khi mà thành lập chợ mới tới trời á, là tôi thấy cống rãnh là cô rố, coi như đường xóa là cô rố, cống rãnh thì thoát nước, coi như là trời mưa gió là coi như có cái bọt đồ che hết. Nói chung là đi vô tới cổng chợ là không ướt ót cái gì hết nữa. Ngoài 300 tiểu thương và buôn bán thuần tiền trong chợ, ban quản lý chợ đã bố trí cho hơn 100 người buôn bán không thường xuyên các mặt hàng nhu yếu phẩm. Qua đó đã thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài địa phương đến trao đổi buôn bán tại đây. Trong thời gian qua thì chợ cũng xuống cấp nhiều. Trước tình hình đó, bà con nhân dân cũng có cái ý kiến với lãnh đạo phường, với lãnh đạo thị xã. Thì lãnh đạo phường cũng đã làm việc với lãnh đạo thị xã và các nhà đầu tư, thì kêu gọi nhà đầu tư sẽ nâng cấp lại cái chợ Điện Ngọc cho nó khang trang, nó đẹp hơn, nó thu hút lượng khách nó đông. Và cũng rất được người dân ủng hộ, kể người bán, người mua hiện nay cũng khá đông và cũng tấp nập. Từ đó là lãnh đạo địa phương cũng hết sức vui. Chợ mới Điện Ngọc đi vào hoạt động góp phần ổn định sinh kế cho các hộ kinh doanh nơi đây, thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển theo hướng thương mại dịch vụ, dần hoàn thiện một diện mạo đô thị Điện Ngọc đang phát triển nhanh chóng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tại các cuộc triển lãm trưng bày hàng nông sản trong và ngoài tỉnh, đã xuất hiện sản phẩm bột ngũ cốc mang thương hiệu Hương Bột của Lê Thị Hương ở khối phố 1, phường Vĩnh Điện. Đây cũng là một trong 6 sản phẩm được thị xã Điện Bàn lựa chọn đưa vào danh sách sản phẩm tham gia OCOP năm 2019 của thị xã. Từ những loại hạt đậu của bà con sản xuất trong vùng, rồi đem rang, xay thơm lừng và chế biến thành thức uống bổ dưỡng, chị Lê Thị Hương lấy món ăn dân dã ấy làm ý tưởng khởi nghiệp. Sau một thời gian tự chế biến, năm 2015, Hương cho ra sản phẩm ngũ cốc mang thương hiệu Hương Bột được nhiều khách hàng trong và ngoài thị xã Điện Bàn tin dùng. Sản phẩm Hương Bột này được sử dụng đến 10 loại hạt với đầy đủ chất dinh dưỡng như đậu đen xanh lòng, đậu đỏ, đậu trắng, đậu ngự, đậu xanh, mè đen, hạt sen, gạo lứt, hành nhân và lúa mạch. Để cho ra sản phẩm đảm bảo về chất lượng và an toàn thì khâu sơ chế, ngâm ủ các loại đậu được Hương áp dụng hết sức nghiêm ngặt. Mỗi loại đậu khi thu mua được kiểm tra chất lượng, các hạt lép và sâu thì loại bỏ, sau đó ngâm nước, sau nhiều tiếng đồng hồ rồi mới chuyển sang giai đoạn rang và ủ. Đây là những loại hạt được trồng ở địa phương, người dân ở địa phương Quảng Nam mình trồng, như đây là đậu xanh, mè đen, gạo lứt. Đậu lứt này là được thu mua của người dân ở trên Trà My, và đây là đậu đen xanh lòng, đậu đỏ và đậu ngự, có cả đậu cô va, đậu nành, và có hạt sen với ý mạch thì hai loại đó thì mình không có ngâm. Sau khi thu hoạch về khi nào làm thì mình sẽ lượm sạch ra sàn và rửa sạch, rồi mới tới công đoạn ngâm. Mình sẽ ngâm trong vòng 4 tiếng đồng hồ để cho đậu được thải các bất độc tố và tăng các chất dinh dưỡng. Để có được sản phẩm được người tiêu dùng chấp nhận như hôm nay, Hương cùng các thành viên trong gia đình trải qua rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với niềm đam mê của mình, sản phẩm đã có mặt trên thị trường. Để tiếp tục nâng cao thương hiệu và tiến đến xây dựng hướng sản phẩm Hương Bột trở thành sản phẩm OCOP, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Điện cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hương các thủ tục cần thiết để phát triển sản phẩm. Với cái vai trò là Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thì cũng đã giúp đỡ, tư vấn cho Hương trong các quá trình thực hiện các bước
để có được cái sản phẩm Hương Mộc. Hương là một người rất là tâm huyết, rất là nhiệt tình và rất là có tâm đối với cái sản phẩm. Hiện mỗi tháng Hương cho ra thị trường hơn 100 kg bột ngũ cốc, khách hàng chủ yếu trong và ngoài tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Bằng tâm huyết của mình, việc sản phẩm Hương Bột trở thành một trong những sản phẩm tiêu biểu của phường Vĩnh Điền được thị xã Điện Bàn lựa chọn để xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP chính là niềm vinh dự và động lực lớn giúp cho Lê Thị Hương có thêm động lực để phát triển mạnh sản phẩm trên thị trường trong thời gian đến. Thưa quý vị và các bạn, mới đầu vụ nhưng nông dân nhiều địa phương trên địa bàn thị xã Điện Bàn đã phải lo lắng vì chuột cắn phá các loại cây màu gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Phản ánh tại biên bãi Gò Đình thuộc xã Điện Phong. Vụ đông xuân này, gia đình ông Nguyễn Văn Tư ở thôn Cẩm Đồng canh tác gần 10 sào bắp cùng đậu cô ve và cây ớt ở khu vực biên Gò Đình. Trước khi xuống hạt, ông dùng thuốc diệt chuột để bẫy bã nhằm giảm thiểu thiệt hại do chuột gây ra. Thế nhưng khi cây chưa kịp bén rễ xanh cây thì chuột đã cắn phá dữ dội. Đứng trước đám đậu cô ve vừa mới lên, ông Tư tỏ ra bồn chồn lo lắng, bởi chỉ sau vài đêm toàn bộ diện tích đậu của ông đã bị chuột cắn ngang gốc. Coi như là bỏ giống xuống là bắt đầu đó, coi như là bọn chuột là kéo vô phó rồi. Bắt đầu tới cây cai nè cũng ăn ló. Không phải là đai một vùng đây mà coi như là nói chung là riêng là cái khu vực này mà coi như nói chung toàn loạn hết cái cánh đồng này là cũng đều bị hết trơn. Khu vực biên bãi Gò Đình, xã Điện Phong có diện tích đất canh tác trên 85 ha với gần 900 hộ nông dân canh tác. Tuy nhiên 2 năm trở lại đây do không có lũ lụt nên tình trạng chuột phát sinh và cắn phá hoa màu diễn ra rất dữ dội. Hàng năm ngay từ đầu vụ, địa phương cũng đã cấp phát thuốc sinh học để diệt chuột, đồng thời nhân dân cũng đã tìm mọi cách đánh bắt. Thế nhưng do số lượng chuột sinh sôi quá lớn nên tình trạng chuột cắn phá hoa màu của bà con diễn ra ngày càng nhiều, gây khó khăn trong quá trình canh tác. Địa phương cũng có bãi bỏ diệt chuột đồ này nọ, nhưng mà bà con là bỏ cũng không lạ được với cái chuột đó quá. Chết lớp nó rồi, lớp khớp nó vượt lên. Hãy lòm đau lại cán đó, bây giờ nó khóa toàn bộ trên cái cánh đồng này, nó lua nó này nọ, nó khó quá đi. Thì bà con cũng thấy đa làm cho bà con như vậy. Để khắc phục diện tích cây trồng bị chuột cắn phá, địa phương đã vận động bà con tiến hành tỉa dặm các diện tích cây trồng đã bị chuột cắn phá. Đối với những diện tích không khắc phục được, chuyển sang trồng các loại cây khác, không để đất bỏ hoang. Chính quyền địa phương cũng đã hướng dẫn bà con tìm mọi cách để diệt chuột, bảo vệ mùa màng, giảm thiểu những thiệt hại do chuột gây ra. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình thị xã Điện Bàn phát thanh sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.